Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với các buổi giới thiệu các thiết bị đo lường và giải pháp đo lường của công ty thiết bị đo Semiki. Hôm nay Semiki sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm dùng để ghi nhiệt độ, tức là Data Logger, đến từ hãng Lasca. Lasca là một thương hiệu đến từ Anh, có các nhà máy đặt ở Anh, ở Mỹ và ở Hồng Kông. Dòng model hôm nay Semiki muốn giới thiệu đó là dòng Easy Log. Đây là một dòng sản phẩm rất là tuyệt vời để chúng ta có thể ghi nhiệt độ ở những cái thời gian rất là lâu. Tiếp theo Semiki sẽ trình bày chi tiết cái dòng sản phẩm này. Okay. Lasca là một nhà sản xuất chuyên các thiết bị đo, ghi nhiệt độ, độ ẩm và các loại khí như là CO2, oxy, tầm soát trong không khí. Thì đây là dòng EasyLog cực kỳ là thiết thực để chúng ta có thể ghi nhiệt độ ở những cái môi trường và không gian khác nhau. Có model là EL USB 1 Pro. Thì có rất là nhiều dòng trong cái chuỗi EasyLog này, như là dòng Pro, dòng dùng để đo nhiệt độ. Có những cái dòng, ví dụ dòng CO2 dùng để đo khí CO2, hoặc là dòng dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm. Thì đây là sản phẩm của chúng ta. Và sẽ gồm thêm một cái quick guide để hướng dẫn sử dụng nhanh và một viên pin. Viên pin này có thể là nuôi cái nguồn cho cái dòng sản phẩm này khoảng 2 năm. Đây là sản phẩm hết. Lasca là một nhà sản xuất đến từ Vương quốc Anh và có tuổi đời trên 40 năm. Chuyên môn của họ chuyên sản xuất và nghiên cứu ra thị trường những cái dòng sản phẩm dùng để ghi nhiệt độ, độ ẩm và các loại khí trong không khí. Thì đây là dòng USB 1 Pro này dùng để ghi nhiệt độ. Thì đây là cái thân máy chính. Chúng ta sẽ thấy hãng sẽ khắc ở trên này. Đây là bộ Data Logger, rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Phía dưới chúng ta sẽ lấy cái lẫy để chúng ta nhét viên pin này vào. Và phía trên chúng ta sẽ có cái mũ móc treo để chúng ta có thể treo cái Data Logger này ở những cái khu vực khác nhau. Thì nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này cực kỳ tuyệt vời. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái thân này ra, thân máy ra. Thì chúng ta sẽ thấy đây là có một cái cổng USB Type-A ha. Chúng ta sẽ cắm vào máy tính và chúng ta download cái bộ phần mềm của hãng về. Từ đó chúng ta có thể set up được cái bộ Data Logger này ứng với nhu cầu của đo lường của mỗi cái yêu cầu khác nhau. Chúng ta sẽ chọn lấy mẫu từ 1 giây, 2 giây, 1 giờ, 2 giờ. Thì chúng ta sẽ ghi được với cái bộ pin này, chúng ta ráp vào phía sau thì chúng ta sẽ ghi được cái nhiệt độ từ âm 40 độ C cho đến 125 độ C. Đây là vùng ghi nhiệt độ ứng dụng rất là nhiều ở trong cái lĩnh vực khác nhau. Khi chúng ta set up xong thì chúng ta sẽ để cái bộ Data Logger này tùy ứng vào những cái môi trường khác nhau, và cái bộ pin này chúng ta sẽ sử dụng được 2 năm thì chúng ta sẽ ứng dụng được rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy đây là quick guide của hãng. Thì trong cái chuỗi EasyLog này nó có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Thì dòng Pro này là cái có thân máy là dùng từ một kim loại nguyên khối, thì cái độ bền rất là cao và chịu va đập cũng như là chịu trong những môi trường nhiệt độ âm lớn. Đây thì chúng ta sẽ download và chúng ta sẽ cài đặt cái Data Logger này từ phần mềm kết nối vào máy tính của hãng. Đấy. Thì cái thang đo của cái bộ Data Logger này từ âm 40 độ C cho đến 125 độ C sẽ ứng dụng rất là nhiều trong các ngành, như là chúng ta sẽ kiểm soát những cái xe tải lạnh ở nhiệt độ âm đường dài. Hoặc chúng ta ứng dụng trong nông nghiệp, chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta có thể là ghi những nhiệt độ ở những cái môi trường phòng lab hoặc là cây trồng, để chúng ta có thể kiểm soát được cái nhiệt độ phù hợp và chúng ta có thể đánh giá được cái vùng nhiệt độ đó có đạt được cái yêu cầu đưa ra hay không. Thì Semiki vừa trình bày sơ bộ cũng như là nguyên lý hoạt động của cái dòng USB Pro này của hãng Lasca dùng để ghi nhiệt độ. Thì đây là một cái dòng cực kỳ là đơn giản và cơ bản để chúng ta có thể kiểm soát được nhiệt độ với một cái khoảng thời gian rất là dài
và sản xuất tại Mỹ. Do vậy đang được rất là nhiều nhà máy, phân xưởng hoặc là những cái trung tâm nghiên cứu họ sử dụng để có thể ghi được cái nhiệt độ trong môi trường. Mọi người có thể liên hệ kỹ thuật của Semiki qua website là semiki.com. Kỹ thuật sẽ tư vấn những cái dòng sản phẩm, cái chuỗi sản phẩm EasyLock của hãng Lasca này để chúng ta có thể ghi nhiệt độ, độ ẩm phù hợp. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.